Xin chào các bạn. Hôm nay mình chia sẻ với các bạn về cái chủ đề thống kê là cái chương 5 trong quá đạo số lớp 10. Thì bây giờ chúng ta trong cái video này chúng ta sẽ đi vào cái tiết 1 là cái bảng phân bố tần suất, tần số và tần suất. Giờ chúng ta sẽ xét đi vào cái một la mã là số liệu thống kê và tần số. Chúng ta sẽ xét cái ví dụ bạn. Bây giờ xét cái ví dụ sau bạn. Khi mà điều tra năng suất lúa hè thu theo đơn vị là tạ trên hecta các bạn, năm 1998 của 31 tỉnh, thì người ta thu được cái bảng số liệu dưới đây. Tức là mỗi cái số liệu trong này các bạn là kết quả thu được cái năng suất của một tỉnh thành. Chúng ta có 31, chúng ta điều tra ở 31 tỉnh thì sẽ có 31 kết quả các bạn. Và bây giờ bạn, cái quan trọng nhất là bạn phải để ý nè, điều tra cái gì? Điều tra cái gì? Bạn phải để ý nha. Chúng ta điều tra cái gì? Chúng ta điều tra cái gì? Quan trọng nhất là điều tra cái gì? Rồi điều tra ở đâu? Đúng không bạn? Điều tra cái gì và điều tra ở đâu? Chúng ta điều tra cái gì bạn? Điều tra năng suất lúa hè thu. Hè thu năm 1998 ở đâu bạn? Ở 31 tỉnh, ở 31 tỉnh, đúng không? Của 31 tỉnh, bạn để ý nha. Chúng ta điều tra cái gì? Điều tra cái gì? Bạn để ý câu hỏi đặt nè. Chúng ta đi điều tra cái gì? Rồi điều tra cái đó ở đâu? Điều tra cái gì bạn? Năng suất lúa hè thu. Ở đâu bạn? Ở 31 tỉnh. Sau khi điều tra thì chúng ta có kết quả, đúng không bạn? Thì mỗi cái kết quả chúng ta ghi vô cái bảng này. Như vậy chúng ta có 3, bạn để ý nè. Có 3 yếu tố mà nãy bạn để ý rồi. Điều tra cái gì? Đầu tiên bạn phải để ý là điều tra cái gì? Ý thứ nhất bạn phải để ý nè. Điều tra cái gì? Đúng không? Điều tra cái gì? Điều tra cái gì? Điều tra cái gì? Điều tra cái gì? Đúng không bạn? Ý thứ hai là gì bạn? Điều tra cái đó ở đâu? Điều tra cái này nè. Điều tra cái này ở đâu? Ở đâu? Đúng không bạn? Và cái thứ ba là kết quả của việc điều tra này như thế nào. Chúng ta có ba ý, chúng ta có ba ý, ta để ý, đúng không bạn? Có ba ý này thì bây giờ bạn với ba cái ý, chúng ta đặt ba câu hỏi này thì nó sẽ đưa tới những cái định nghĩa mà mình muốn nhắc tới cho bạn. Chúng ta sẽ đưa tới một cái định nghĩa bạn. Thứ nhất là như vậy bạn, mỗi một tỉnh mà mình điều tra á, thì người ta trong định nghĩa thống kê người ta gọi là một đơn vị điều tra. Tức là điều tra ở đâu? Đó bạn, điều tra ở đâu? Rồi, cái câu hỏi nãy của mình là điều tra cái gì? Rồi điều tra ở đâu? Thì tôi điều tra ở 31 cái tỉnh đó. Thì trong chúng ta sẽ có cái định nghĩa vậy bạn. Mỗi một tỉnh là một đơn vị để chúng ta đi điều tra. Đơn vị điều tra. Như vậy chúng ta có tất cả là bao nhiêu bạn? 31 đơn vị để chúng ta điều tra. Đúng không bạn? Gọi là đơn vị điều tra. Mỗi một tỉnh là một đơn vị điều tra. Vậy 31 tỉnh là 31 đơn vị điều tra, là tập hợp các đơn vị điều tra. Rồi. Còn dấu hiệu điều tra là điều tra cái gì bạn? Điều tra cái gì? Đúng bạn, này mình cái đặt câu hỏi là điều tra cái gì? Đúng bạn, điều tra cái gì? Thì chính là điều tra gì bạn? Năng suất lúa hè thu năm 1998 của mỗi tỉnh. Đúng bạn, của mỗi tỉnh. Đó. Thì người ta gọi là định nghĩa, cả cái đó gọi là dấu hiệu để chúng ta đi điều tra. Điều tra cái gì? Đó là dấu hiệu để chúng ta đi điều tra. Đúng bạn, rồi gì bạn? Kết quả của điều tra đó. Kết quả thì chúng ta có những kết quả như vậy nè. Sau khi điều tra ở tỉnh thứ nhất, chúng ta có kết quả là năng suất của nó là gì bạn? 30 tạ trên hecta. Ở tỉnh thứ hai là gì bạn? 30 tạ trên hecta. Ở tỉnh thứ ba là gì bạn? 25 tạ trên hecta. Thì đó chính là những cái giá trị chúng ta thu được. Người ta gọi là các giá trị của cái dấu hiệu điều chúng ta mà chúng ta đi điều tra đó bạn. Đó là những giá trị thu được. Đúng không bạn? Giá trị thu được sau khi chúng ta đi điều tra năng suất lúa hè thu. Đúng không bạn? Rồi, hay có một tên gọi khác là các số liệu thống kê.
các số liệu thống kê, đúng không bạn? Rồi, bây giờ trước khi chúng ta đi tiếp tục cái phần tiếp theo, thì chúng ta đặt một cái vấn đề, chúng ta quay lại hỏi một xíu năng suất lúa hè thu. Lúa hè thu là gì? Lúa hè thu là gì? Thì chúng ta có 3 vụ lúa chính ở Việt Nam bạn. Ở Việt Nam chúng ta có 3 vụ lúa chính. Đó là gì bạn? Vụ mùa, vụ đông, đông xuân. Đó bạn, vụ mùa. Vụ mùa. Đây. Vụ đông xuân với vụ hè thu các bạn. Đây, vụ hè thu đây. Thì bây giờ chúng ta chỉ tập trung vô vụ hè thu thôi. Ba cái kia bạn có thể search Google để bạn đọc. Thì vụ hè thu là cái vụ hè bắt đầu từ tháng 4 bạn. Bắt đầu, đây là vụ ngắn hạn bạn, vụ ngắn hạn. Và kết thúc vào thường là ở giữa tháng 8. Ở giữa tháng 8 các bạn. Đây là vụ lúa mới ngắn ngày, có diện tích canh tác khoảng 1,1 triệu hectare. Vụ lúa này thích hợp gieo trồng các giống lúa. Như vậy, đó bạn. Đó, đây là mình có 3 vụ lúa chính ở đồng bằng sông Cửu Long nha bạn. Đó, thì các bạn có thể search Google để hiểu hơn. Các bạn, chúng ta đi tiếp tục. Như vậy bạn, bây giờ nhìn vô cái bảng thống kê này bạn. Nhìn cái bảng thống kê. Bảng thống kê này là bảng gì bạn? Cái bảng giá trị mà chúng ta thu được khi mà điều tra năng suất lúa ở 31 tỉnh, đúng không bạn? Đây, rồi xong bây giờ mình viết lại. Đây cái bảng này. Thì bây giờ mình đặt câu hỏi nè. Cái giá trị 25 á bạn. Giá trị 25. Mình muốn hỏi bạn, nhìn vô cái bảng này bạn đếm với mình cái giá trị 25. Giá trị 25 xuất hiện mấy lần bạn? Xuất hiện mấy lần? Bạn đếm thử coi. Bạn đếm cho mình thử là giá trị 25 này xuất hiện mấy lần. Đây là một lần đúng không? Một lần. Tức là tỉnh thứ 3. Là cái khi điều tra tỉnh thứ 3 á, thì các bạn có kết quả là 25. Năng suất của tỉnh thứ 3 là 25 tạ trên hecta. Tỉnh thứ 4, tỉnh thứ 4 cũng năng suất là 25 tạ trên hecta. Tỉnh thứ này. Tỉnh này là 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Tỉnh thứ 11. Cũng có kết quả là 25 tạ trên hecta. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Tỉnh 18. Tỉnh thứ 18. Đúng không bạn? Như vậy xuất hiện mấy lần bạn? 4 lần. 4 lần. Cái giá trị này xuất hiện 4 lần. Điều đó chứng có nghĩa là gì bạn? Tức là trong 31 tỉnh. Trong 31 tỉnh. Có 4 tỉnh đạt cái năng suất là 25 tạ trên hecta. Vào cái năm 1998. Đúng không bạn? Như vậy cái giá trị 25 này xuất hiện 4 lần. Thì khi đó trong thống kê người ta sẽ có cái định nghĩa bạn. Trong thống kê người ta sẽ có định nghĩa. Người ta nói nè, tần số của giá trị 25 bạn, tần số của giá trị 25. Của giá trị 25 là 4. Như vậy chúng ta có cái định nghĩa về tần số bạn. Tần số ta có định nghĩa về tần số. Cái khái đúng không? Vậy tần số là gì bạn? Là số lần xuất hiện của cái giá trị đó. Tần số của một giá trị là số lần xuất hiện của giá trị đó. Đúng không bạn? Số lần xuất hiện của giá trị đó. Nha bạn. Ta gọi là tần số. Rồi. Được chưa bạn? Như vậy bạn cũng có thể đếm đúng không? Giá trị 30 xuất hiện mấy lần? Vậy bạn nhìn vô giá trị 30 xuất hiện mấy lần? Giá trị 35 xuất hiện mấy lần? Giá trị 40 xuất hiện mấy lần? Giá trị 45 xuất hiện mấy lần? Thì từ đó bạn có khái niệm là tần, định nghĩa là tần số của giá trị đó là được chưa bạn? Rồi, vậy thì ta hỏi nè. Mình có tất cả 31 giá trị đúng không bạn? Mình có tất cả 31 giá trị. Đúng không? Mình có tất cả 31 giá trị, đúng không? Rồi. Mình có tất cả 31 giá trị. Tất cả là 31 giá trị. Được chưa bạn? Mình có tất cả 31 giá trị đúng không? Và giá trị 25 thì xuất hiện 4 lần.
xuất hiện 4 lần. Thì ta hỏi như vậy nó chiếm bao nhiêu phần trăm? Nó chiếm bao nhiêu phần trăm trong tổng số liệu này? Đó bạn, nó xuất hiện 4 lần mà có tất cả 31 giá trị thì nó chiếm bao nhiêu phần trăm? Giá trị 25 là chiếm bao nhiêu? Câu hỏi đặt ra bạn. Câu hỏi sẽ đặt ra nè. Mình sẽ đặt câu hỏi nè, câu hỏi nè. Câu hỏi đặt ra là giá trị 25 chiếm bao nhiêu phần trăm? Bao nhiêu phần trăm? Đúng không? Trong tổng 31 giá trị này chiếm bao nhiêu phần trăm? À. Thì bạn sẽ làm bằng cách nào bạn? À, kết quả sẽ bao nhiêu bạn? Đó là bạn lấy nó giá trị 25 xuất hiện 4 lần đó bạn, thì bạn lấy 4 lần, bạn lấy 4. Bạn chia cho tổng là 31 giá trị. Bạn nhân bạn đúng bạn, bạn nhân 100%. Thì bạn sẽ ra được kết quả. Đúng bạn? Ra được kết quả. Chiếm bao nhiêu phần trăm? Bạn hiểu không? Mình có tất cả 31 giá trị mà riêng ông 25 xuất hiện 4 lần. Như vậy thì ông chiếm bao nhiêu phần trăm? Giá trị 25 là chiếm bao nhiêu? Tất cả tính là 100% các bạn, thì ông chiếm hết bao nhiêu phần? Ông chiếm hết bao nhiêu phần? Đó bạn. À. Thì bạn có thể thực hiện phép tính này, bạn ra được kết quả. Tương tự cho những giá trị khác bạn. Bạn xem thử giá trị 30 xuất hiện mấy lần, như vậy nó chiếm bao nhiêu phần trăm? Nó chiếm bao nhiêu phần trăm? Tại mình có tất cả 31 giá trị. Đó bạn. Đó. Vậy thì bây giờ sau khi ấy xong, bạn sẽ có luôn cả một cái bảng giấy, bảng kết quả. Bạn sẽ có cái bảng kết quả như sau bạn. Giá trị 25 xuất hiện 4 lần bạn. Giá trị 25 xuất hiện 4 lần. Thì khi đó người ta nói 4 là tần số của giá trị 25. Và giá trị 25 chiếm bao nhiêu phần trăm thì người ta gọi là tần suất của giá trị 25. Tần suất ở đây là tức là giá trị 25 là chiếm bao nhiêu phần trong cái đó. À đúng không bạn? Thì nó chiếm 12,9%. À, tức là bạn nhân 100% chỗ đây nha, xin lỗi, chỗ đây phải nhân 100% nữa. 4 chia 31 nhân 100%. Nhân 100%. Chiếm bao nhiêu phần trăm mà? Bạn hiểu đây chưa? Vậy thì tần số là gì bạn? Tần số là số lần xuất hiện của ông. Ông xuất hiện bao nhiêu lần? Rồi. Như vậy, người ta có tất cả 31, dù có 31 giá trị mà ông xuất hiện hết 4 lần rồi, như vậy ông chiếm bao nhiêu? Bao nhiêu phần trăm? Coi như đúng bạn. À, ông chiếm bao nhiêu phần trăm đó? À, thì người ta gọi là tần suất của một giá trị, tức là nói là ông chiếm bao nhiêu phần trăm trong đó. Còn tần số là nói là ông xuất hiện mấy lần trong đó. Tần số là bạn là ông xuất hiện mấy lần trong đó. Còn tần suất là ông chiếm bao nhiêu phần trăm trong đó. Ok chưa bạn? À, thì bạn sẽ đếm được giá trị 30 xuất hiện 7 lần bạn. Và như vậy là giá trị 30 xuất hiện 7 lần, tức là tần số của giá trị 30 là 7. Và vì ông xuất hiện 7 lần nên ông chiếm bao nhiêu phần trăm bạn? Mình có tất cả 31 giá trị mà riêng ông 30 đã 7 lần rồi, đã chiếm hết 7 lần rồi, thì ông sẽ xuất hiện là 7 chia 31 nhân 100 phần trăm, đúng không bạn? À rồi. Còn giá trị 35 là chiếm xuất hiện 69 lần trong 31 giá, trong 31 kết quả thì giá trị 35 xuất hiện 9 lần. Đúng không? Thì tần số của giá trị 35 là 9, và tần số là ông chiếm bao nhiêu phần trăm đó là 9 chia, mình có 31 kết quả thôi, 9 chia 31 nhân 100% ra 29 phần trăm. Đúng không bạn? À tương tự, giá trị 40 xuất hiện 6 lần. Giá trị 40 xuất hiện 6 lần bạn, thì tần số của giá trị 40 là 6, và tần số là lấy 6 chia 31 nhân 100%. Đúng không bạn? À, giá trị 45 xuất hiện 5 lần, thì tần số của giá trị 45 là 4 là 5, và tần suất của xin lỗi, cái chỗ này tần suất không phải lớp 4 bạn. Tần suất của giá trị 45 nha, cái chỗ này nè. Mình đánh máy nhầm. Xin lỗi bạn. Tần suất của giá trị 45 là 5 chia 31
nhân 100% bằng gần bằng 16,1%. Nha bạn. Ok. Vậy thì tóm lại bạn, tần số là gì bạn? Tần số là tần số của một cái giá trị, nó là giá trị đã xuất hiện mấy lần. Còn tần suất nghĩa là gì bạn? Là ông chiếm bao nhiêu phần trăm trong đó. Ok chưa bạn? Rồi. Đây đi tiếp bạn. Vậy, như vậy, từ đây bạn, đây. Vậy thì bây giờ mình sẽ lập một cái bảng phân bố tần số và tần suất bạn. Mình sẽ có cái bảng phân bố tần suất và tần số. Đây là cái bảng bạn. Như vậy cái năng suất lúa hè thu hồi nãy á, là mình có tất cả những giá trị là 25, 30, 35, 40, 45 đó bạn. Thì giá trị 25 nó xuất hiện 4 lần nên tần số là 4. Ông đúng không bạn? Và mình có tất cả 31 giá trị mà ông đã hết 4 lần rồi. Đúng không? Thì ông chiếm 10, tất cả là 100% đó bạn. Thì trong 100% này, ông 25, ông giá trị 25 chiếm bao nhiêu phần trăm? Bạn hiểu không? 100% thì ông chiếm hết bao nhiêu phần trăm? Giống như cái bánh đó bạn, cái bánh tròn á, thì ông này chiếm bao nhiêu phần trăm, ông kia chiếm bao nhiêu phần trăm, đúng không bạn? Chia phần á thì 25 chiếm 12,9%, đúng không bạn? Đó. Còn giá trị 30 thì chiếm xuất hiện 7 lần nên có tần số là 7 và chiếm 22,6%. Còn giá trị 35 á bạn là xuất hiện 9 lần nên có tần số là 9 và chiếm 29%, tần suất là 29%. Còn giá trị 40 á, là xuất hiện 6 lần nên tần số là 6 và chiếm 19,4%. Đó bạn. Rồi. Giá trị 45 là xuất hiện 5 lần nên có tần số là 5 và chiếm 16,1%. Đó bạn. Đây là cái bảng phân bố tần số và tần suất. Đó bạn. Nếu như bạn bỏ đi cái cột tần số thì bạn sẽ có một cái bảng gọi là bảng phân bố tần suất. Còn nếu bạn bỏ đi cái cột của tần suất thì bạn sẽ có một cái bảng phân bố tần số. Còn bạn gộp chung lại thì người ta gọi chung là bảng phân bố tần số và tần suất các bạn. Của một giá trị. Đây là bảng phân bố tần số tần suất của một giá trị. Nhưng mà trong thực tế có những trường hợp chúng ta không xét một giá trị bạn, mà chúng ta sẽ xét một khoảng giá trị, đúng không bạn? Ví dụ như khi bạn mua áo quần như mình, mình hay mua áo quần ở Tiki ấy, mình đặt thẳng Tiki luôn, thì nó có cái size, ví dụ như anh cao trong khoảng này đến khoảng này, đúng không bạn? Thì hãy đặt size M. Còn nếu bạn chiều cao của bạn trong khoảng này từ 1m 60 tới 1m 65 á, thì đặt size M. Hay nếu bạn cao từ 1m 65 tới 1m 7 thì bạn đặt size L. Đúng không bạn, kiểu như vậy đúng không? Trên cái bảng để chọn cái cỡ áo á, cỡ áo quần á, thì người ta hay chọn như vậy. Tức là bạn cao từ khoảng này tới khoảng này thì hãy chọn size này. Khi chiều cao của bạn từ khoảng này tới khoảng này thì hãy chọn cái cỡ size này, đúng không bạn? Nên như vậy là nó xuất hiện một cái vấn đề rất trong thực tế, đó là sẽ là không phải cho một giá trị mà cho một khoảng giá trị. Nên thống kê cũng nghiên cứu về vấn đề bảng phân bố tần số và tần suất cho một lớp giá trị bạn. Cho một lớp giá trị, cho lớp, ghép lớp đó bạn. Thì bây giờ chúng ta sẽ đi vào cái ví dụ. Bây giờ mình chọn ra 36 học sinh để mình may cái chuẩn bị đồng phục cho 36 học sinh này. Thì mỗi học sinh nó có một cái chiều cao khác nhau đó bạn. Thì đây là 36 kết quả sau khi đo chiều cao của 36 học sinh để may đồng phục nha bạn. Mục tiêu là để may đồng phục. Thì bây giờ bạn sẽ ghép lớp để may đồng phục, đúng không bạn? Để may đồng phục cho học sinh. Người ta đo chiều cao của 36 học sinh trong một lớp học và thu được những kết quả như sau trong cái tạo thành một cái bảng số liệu thống kê, đúng không bạn? Vậy thì người ta đo chiều cao. Vậy thì cái đơn vị điều tra đây là gì bạn? Là mỗi đơn vị điều tra là một học sinh các bạn. Điều tra ai bạn? Điều tra học sinh mà. Điều tra học sinh, đúng không bạn? Điều tra học sinh. Thì mỗi học sinh là một đơn vị điều tra. Và điều tra cái gì của học sinh bạn? Điều tra chiều cao của học sinh. Thì đó, chiều cao của học sinh là dấu hiệu điều tra, đúng không bạn? Còn số liệu, giá trị của dấu hiệu chính là cái bảng này, đúng không bạn? Mỗi giá trị được ghi vô cái bảng này, các bạn. Bảng này gọi là số liệu thống kê. Bây giờ để xác định hợp lý số lượng quần áo cần may cho mỗi kích cỡ
ta phân lớp bạn, phân lớp như này mình nói á, à, ông cao từ khoảng này thì may trong cái cỡ size M, size L hay gì đó, đúng không bạn? Thì mình sẽ phân lớp, à, chiều cao, lớp thứ nhất là gồm những người có chiều cao, à, gồm những số đo, chiều cao từ 150cm đến dưới 156 thì ký hiệu là ngọt vuông, 150 đến ngọt 156 ngọt nhọn, à, đây gọi là nửa khoảng, đúng không bạn? Nửa đoạn, rồi, à, lớp thứ hai là những người cao từ 1m56 đến dưới 1m62, ký hiệu lớp 2, đúng không? Gồm những số đo chiều cao từ 1m56. Và lớp 3 là gì bạn? Gồm những số đo chiều cao từ 1m62 đến dưới 1m68. Và lớp thứ 4 gồm những số đo chiều cao từ 1m68 đến 1m74. Đó bạn. Thì bạn cũng sẽ đếm, bạn cũng sẽ đếm như này á, à, có bao nhiêu, có bao nhiêu giá trị, à, xuất hiện trong cái khoảng, trong cái nửa đoạn từ 1m50 đến 1m62, à, trong cái nửa đoạn từ 1m50 đến 1m62 xuất hiện có bao nhiêu giá trị, đúng không bạn? Có bao nhiêu giá trị? Rồi, trong cái nửa đoạn từ 1m56 đến 1m62 có nhiều giá trị, bạn sẽ kiếm thử có bao nhiêu giá trị. Bạn kiếm, à, xuất hiện có bao nhiêu giá trị trong cái đoạn này, có bao nhiêu giá trị, đúng không ạ? Có bao nhiêu, à, có bao nhiêu, à, trong đoạn này xuất hiện có bao nhiêu, trong cái đoạn này có bao nhiêu, có bao nhiêu giá trị, à, trong cái đoạn này có bao nhiêu. Bạn kiếm, kiếm, bạn cũng đếm, đúng không bạn? Ví dụ từ 1m50 đến 1m56, à, à, ví dụ thì có gì bạn? À, 1m52 nè, một ông nè, xuất hiện nè, à, đúng không bạn? Kiểu như vậy bạn phải đếm, bạn ngồi bạn đếm, bạn ngồi bạn đếm nha, bạn ngồi bạn đếm. Thì bây giờ mình đếm thôi coi. À, mình đếm. Thôi bạn ngồi bạn đếm nha, thì bây giờ cái kết quả có luôn rồi. Bây giờ đếm nè. À, thì ra cái bảng này bạn. Thì ở cái lớp thứ nhất á, là lớp thứ nhất là từ bé nhiều, từ 1m50 tới dưới 1m62, đúng không? À, từ 1m50 tới dưới 1m56, từ 1m50 đến 1m56 thì bạn có 6 số liệu thuộc cái lớp này. 6 số liệu thuộc cái lớp này. À, như vậy cái lớp này nó có 6 số liệu trong cái lớp này, đúng không bạn? À, à, thì người ta gọi là tần số của cái lớp đó là 6. Và tần suất chiếm bao nhiêu phần, đúng không bạn? Ở đây có tất cả 36 số liệu, 36 số liệu mà cái lớp 1 á đã xuất hiện 6, đã chiếm hết 6 số liệu rồi. Vậy cái lớp 1 này chiếm bao nhiêu phần trăm? Thì lấy 6 chia 36 nhân 100%, à, cũng nhân 100% nha bạn. Nhân 100%. Nhân 100%. Nhân 100%. À, nhân 100%. Ra 16,7%. Rồi, cái lớp thứ hai với bạn là từ 1m62 tới 1m bao nhiêu? À, như đó bạn xem lại nha. À, như tới mét đó thì nó xuất hiện bao nhiêu lần? À, có chứa bao nhiêu số liệu? À, là 12 số liệu bạn. Cái lớp thứ hai này có 12 số liệu phù hợp với lớp thứ hai này. Thì như vậy, ổng là tần số của ổng là 10, 12, tần số của cái lớp này là 10, 12. Vậy thì cái lớp này chiếm bao nhiêu phần trăm? À, thì thấy 12 chia 36 ra, nhân 100% ra gần bằng 33,3. À, tương tự, lớp thứ 3 thì xuất có 13 số liệu. Nó phù hợp với lớp thứ 3. Thì nó vậy tần số của lớp thứ 3 này là 10, 13. Và tần suất của lớp thứ 3 này là lấy 13 chia 36 nhân 100%. Tương tự, à, có 5 số liệu thuộc lớp thứ 4. Như vậy là 5 chính là tần số của lớp thứ 4. Và tần suất của lớp thứ 4 là lấy 5 chia 36 nhân 100% ra 13,9%. Đó bạn. À. Để đi tiếp bạn. Như vậy chúng ta sẽ có một cái bảng phân bố tần số và tần suất của ghép lớp. Đây. Đây, ở lớp thứ nhất bạn, lớp thứ nhất là nửa đoạn từ 150cm tới 156cm đó, thì có 6 số liệu như vậy thuộc cái lớp này. Người gọi là tần số của cái lớp này là 6. Và cái lớp này chiếm bao nhiêu phần trăm? Đúng bạn, là chiếm 16,7%, người ta gọi là tần suất. Cái lớp thứ hai là từ nửa đoạn của 1m56 đến 1m62 thì có 12 số liệu à, phù hợp, thì tần số của cái lớp thứ hai này là 12. Và cái lớp thứ hai này chiếm bao nhiêu phần trăm? Người ta là chiếm 33,3%, đúng không bạn? À, tương tự lớp thứ ba là nửa đoạn 1m62 đến 1m68 thì có 13 số liệu phù hợp, thì tần số của cái lớp thứ ba này là 13. Và cái lớp thứ ba này chiếm bao nhiêu phần trăm?
thì bạn lấy 13 chia 36 nhân 100% ra 36,1%, gần bằng nha bạn, gần bằng. Và cái lớp cuối cùng là đoạn, cái lớp cuối cùng này là đoạn chứ không phải nửa đoạn. Cái lớp cuối cùng này là đoạn là từ 1m68 cm đến 1m74 đúng không bạn? Là có 5 số liệu phù hợp thì tần số của cái lớp thứ tư này là 5 và lớp thứ năm là 93,9%. Các bạn. Đây là cái bảng phân bố. À, như vậy là thì cái bảng này giúp mình cái gì bạn? Cái bảng này á, cái bảng phân bố tần số và tần số ghép lớp này á, nó giúp cho bạn có cái cơ sở để xác định số lượng quần áo cần may. Ví dụ như cái kích cỡ, ví dụ như cái lớp thứ nhất bạn, cái lớp thứ nhất nè. Số học sinh có chiều cao thuộc lớp 1 chiếm 16,7%. Đúng không bạn? Như vậy, bạn chỉ cần may là gì? Bạn chỉ cần may số lượng quần áo mà tương ứng với cái kích cỡ, cái cỡ quần áo là size gì á, so với cái lớp thứ nhất này chỉ cần chiếm 16,7% trong tổng số lượng quần áo cần may thôi bạn. Yeah. Bạn hình dung không? Đó, cái bảng này giúp cho bạn xác định như vậy. Tức là bạn may cái kích cỡ mà cho cái lớp thứ nhất á, cái cỡ cho cái lớp thứ nhất là chỉ chiếm 16,7% trên tổng số lượng quần áo bạn cần may cho tất cả 36 học sinh. Đó bạn. Bạn sai, bạn phân cỡ ra thì cái cỡ mà phù hợp với lớp thứ nhất chỉ chiếm 16,7% thôi. Cái cỡ mà rồi cái cỡ mà cỡ quần áo mà phù hợp với những học sinh thuộc cái lớp thứ hai á là 33,3% thôi. Đó. Bạn hình dung chưa? Đó. Bạn cần may 36 bộ quần áo mà, đúng không? 36 bộ quần áo cho 36 học sinh. Thì trong 36 bộ quần áo đó bạn chỉ cần may, ví dụ cái lớp thứ nhất đi, bạn may size M. Thì bạn chỉ cần may 10 cái size M đó chỉ chiếm 16,7% thôi. Trong 36 bộ quần áo thôi. Vậy bao nhiêu bộ? 16,7% của 36 bộ thì may bao nhiêu bộ? Bạn lấy bạn tính. Đúng không? Bạn lấy bạn tính. Ok. Mình kết thúc cái video này ở đây. Thì nếu bạn thấy cái video của mình bổ cho bạn á, bạn có thể ủng hộ mình theo số Momo, số Momo của mình là 0303, là cái số Momo là số điện thoại bạn, 0384 8493 7730, là mình tên Vinh. Nếu bổ ích bạn, bạn có thể ủng hộ, còn không ủng hộ cũng không sao nha bạn, không ủng hộ cũng không sao, bình thường. Bạn cứ xem miễn phí cũng được, mà có ủng hộ cũng được, mà không ủng hộ cũng không sao. Thì chắc là mình kết thúc cái video ở đây. Chúc các bạn học tốt. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Chào các bạn, hẹn gặp các bạn ở video tiếp theo.